Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Minh Anh. Ok, hôm nay lại tiếp tục với tựa game tân OMG 3Q. Và ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái review nhỏ nhỏ về hai cái tính năng cũng khá là thú vị ở bản cập nhật sắp tới anh em nha. Một cái thì là cập nhật luôn, còn một cái thì chắc là phải đợi thứ 6 ra mắt thì mới cập nhật anh em ơi, nhưng mà nó cũng khá là hay. Ok, hai tính năng đấy là gì? Ở những clip trước thì mình cũng đã nói sơ qua cho anh em một chút rồi. Đầu tiên là tính năng thánh khí anh em ạ. Thánh khí hay anh em vẫn gọi là thần khí gì đây đúng không? Thần khí hay thánh khí gì đều được anh em ạ. Đây anh em ơi, ở trên cái tab thần binh nha. Cái này ấy thì khi mà cập nhật nó sẽ mở cho anh em một cái map. Đây cái map này. Cũng có đồ giám này. Đó. Cũng có shop này. Có chỗ quay này và có map phụ bản để đi đánh lấy nguyên liệu anh em nha. Đó, lấy nguyên liệu thì cái này thì nó cũng có điểm kết thúc, không phải là đánh mãi mãi được, thế cho nên là anh em khi mà đánh full rồi ấy thì chỉ có quét thôi và đợi nó cập nhật thêm anh em ạ. Đánh thì sẽ được một vài cái nguyên liệu này rồi. Rồi thì các tầng thì nó sẽ được những cái này. Đó cho anh em up. Ngoài ra thì anh em cũng có thể mua nha, nếu mà muốn nhanh thì mua nha. Mua với cái giá là 30k một ngày. 30k một ngày thì cho mua 100 lần, không mua thêm được, kể cả là VIP cao cũng không mua thêm được đâu nha. Và khi mà đã quay đủ đạt điểm ấy thì tôi sẽ cho anh em những cái dương. Đó, những cái dương chọn. Chọn thì nó có hai loại anh em ạ, một loại cho đam phép, một loại cho đam vật lý. Đam vật lý thì nó sẽ có từng món dành riêng anh em ơi. Nó sẽ có từng món dành riêng với những công dụng khác nhau. Đây. Mình ấy thì mình chỉ xài đỏ thôi anh em ơi, tại vì cái đồ kim ấy là vẹn nạp nha. Ví dụ như là cái con chu du này chẳng hạn thì nó sẽ xài cái quạt đó, sẽ xài cái quạt nha anh em. Vô cái món đấy thì kéo xuống nó sẽ có từng con tướng có thể sử dụng được những cái này, ví dụ là chu du bảng thống này, nó trang bị những con này và thủy kính này đó. Thì nói chung là anh em trang bị cho con nào cũng được, thế nhưng mà để kích hoạt được những kỹ năng của nó ấy thì phải đúng tướng nha. Ví dụ như là chu du chẳng hạn, chu du mà xài cái quạt này ấy thì nó sẽ đem lại kỹ năng ban đầu nha. Đây, ban đầu đây. Sát thương tấn công của toàn thể đồng minh trong một trận chiến tăng 15%. Đó, đó là cái mốc đầu tiên mà khi mà anh em trang bị. Khi mà lên 2 sao ấy, thì nó sẽ cho một cái kỹ năng là tăng 15% tỷ lệ tấn công chí mạng trong trận chiến cho con Chu Du này. Cũng nghĩa là nó tăng 15% tỷ lệ bạo kích. Khi mà lên 3 chấm á, lên cấp 3 ấy, thì nó sẽ có một kỹ năng là gây sát thương bởi các tướng trong trận chiến tăng 7,5%. Có nghĩa là tăng sát thương á, tăng sát thương thêm 75% của tất cả các tướng luôn. Một cái kỹ năng khi mà lên cấp 4, mình đang ở cấp 4 đây này, là sát thương kỹ năng do tướng gây ra trong trận tăng 10%. Đó, khá là cao anh em ạ. Bên dưới nữa thì gồm có giảm thương 15% từ đòn đánh thường này, rồi thì sát thương chí mạng thêm 15% này, đó, giảm sát thương kỹ năng thêm 15%, 10% này, khá là nhiều. Thế nhưng mà đấy là khi mà anh em nâng lên 5, 6, 7, 8 gì đấy. Mà nâng lên thì khá là tốn kém anh em ạ. 4 lên 5 là mất 6 cây rồi. Và 4.000 đá. Ngoài ra thì phải tôi luyện full anh em ơi. Đó, tôi luyện full thì cũng cộng khá khá chỉ số. Nhưng mà đồng nghĩa với việc là nó khá là tốn kém. Cái này thì quay ở trong cái shop kia. Hoặc là mua ở trong cái shop này anh em ơi. Ở đây cái shop này. Mua cái viên cuối cùng này này. Đó. Nhưng mà cái điểm này thì anh em, một là bán đồ đỏ các thứ, bán đồ cam các thứ, mình hết rồi, tách hết rồi anh em ạ. Ok, phép thuật thì mình review sơ sơ một chút như vậy. Vật lý thì để xem nào, vật lý thì đây, ví dụ như là cái đao chẳng hạn. Cái đao này ấy của vật lý đúng không, thì nó sẽ đem lại một vài những kỹ năng khá là thú vị. Ví dụ như đây anh em ơi, sát thương tấn công toàn đội tăng thêm 15% này. Rồi thì tỷ lệ chính xác thêm 15% này, giảm thương 7,5% cho toàn bộ đồng minh này, đó. Rồi thì sát thương kỹ năng trong trận chiến tăng thêm 10% này, nói chung là nó cũng khá là thú vị. Chỉ khác nhau ở cái dòng thứ hai thôi anh em ạ, 2, 4, 6, 8, đó. Như ở phép thuật thì là tăng tỷ lệ chí mạng, thì bọn vật lý thì là tăng chính xác, đó, tăng chính xác thêm 15% thì cũng khá là cao anh em ạ. Bảo sao mà tỷ lệ chính xác ở trong game khi mà vào trận nó búp cực kỳ nhiều là ở những cái thần khí này này. Còn đồ kim nha, mình cho anh em xem đồ kim nha. Đồ kim cái chỉ số của nó mới vãi chửa anh em ạ. Thề luôn á.
À, đây là đồ kim này, xem đồ bạch kim, à đây đồ kim anh em ạ. Đồ kim vật lý này. À, sát thương tăng 25% này, chính xác tăng 20% này. Đó. Sát thương kỹ năng 15 này. Đó, khá là kinh khủng. Còn đồ phép thuật thì cũng như vậy thôi. Mà chỉ đổi cái chỗ tỷ lệ chí mạng thêm 20% thôi. Đó anh em thấy không? Rất là nhiều. Nó cả cực kỳ nhiều luôn. Và mỗi loại nó sẽ có một tướng khác nhau sử dụng được. Đó, cái này thì đợi ra mắt, đợi phiên bản tiếp theo ra mắt đó, thì anh em cũng sẽ đọc được thôi. Mình chỉ review lách trước cho anh em một chút thôi. Ở nông dân thì xài đồ đỏ thì cũng khá là đơn giản. Còn đồ kim ấy, đồ bạch kim sau này, đồ tử kim ấy thì chắc chỉ có Edvip thôi anh em ạ. Ok. Khi mà cái này ra mắt đấy thì nó sẽ cộng lại một cái lượng chỉ số Phong cao Yun cấp Chi và siêu Hội, cấp khá là kinh sẽ khủng là cho Yu tem. Yun Zhan. Nhưng mà chỉ tính ở trong trận thôi, chứ nó không có tính ở trong cái chỉ số của anh em đâu. Giống như quân doanh á, vào trận mới búp anh em ạ. Đó. Ngoài ra thì cũng còn một cái tính năng nữa khá là hay cho anh em nào mà mua nhiều thần thú. Nhưng mà cái này thì anh em phải đợi slot thứ 6 ra mắt. Rồi sau một tháng sau, đến tháng tiếp theo thì nó mới ra mắt. Cái này thì cái tính năng này thì nó cũng khá là hay. Và ngoài 6 slot chính này, 2 này, 4 này. Đó, 6 slot chính. Thì cái slot thứ 7 này á, slot 7 chính này ấy, nó sẽ được mở khi mà tổng số sao của những con tướng, những con thần thú, sorry anh em nha, những con thần thú từ bạch kim trở lên, bạch kim hoặc là tử kim á, đạt 10 sao. Đó, tổng những con thú đấy tất cả vào. Ví dụ nha, bao giờ mình up 2 này, 4 này, 5 con này lên mỗi con 2 sao thì nó sẽ mở cái slot này. Đó, slot thứ 7 này nha. Ngoài ra còn một cái tính năng nữa khá là hay. Đó là tính năng trợ chiến mà nãy mình mới nói. Đây em thấy con đạp ở ghế lên mình cho nó đeo. Cho nó ở chỗ con ấy này, con cửu vĩ này không. Đó. Đó là kế thừa như nhá. Đây là tính năng kế thừa. Miễn là cái skin này này, cái skin của con này này, level 6 này này, nó không trùng loại với bất kỳ một con thần thú nào ở trên trận này, thì khi mà ra trận ấy, lúc đó anh em ạ, anh em nhét con này vô thì con này khi mà đánh nhau á thì đến giây thứ 8 nó sẽ ra skin. Nó cũng ra skin nha. Và nó sẽ kế thừa hoàn toàn level tăng cấp các kiểu của cái con cửu vĩ này. Đó. Và bây giờ để mình test cho anh em nha. Anh em để ý giây thứ 8 nha. Con đạp hỏa nó ra trận nha. Mình test cho anh em thôi. Anh em để ý nha. Nó sẽ hơi delay một chút tại vì bên này nó cực kỳ nhiều tướng với thần thú các kiểu. Nghe để con đạp hỏa nha. 5 này. 6 này. 7 này. Đấy không? Nghe thấy con đạp hỏa không? Đó, con đạp hỏa nó ra trận đấy, nghe thấy không? Rất là hay nha anh em nha. Cực kỳ hay luôn, cái tính năng cực kỳ hay luôn á. Không đủ trận chính, nhưng mà con tướng đấy vẫn có thể ra trận búp skin cho anh em được. Đó là một cái điều thú vị ở những bản cập nhật tiếp theo. Đó. Anh em thấy nó ok không? Khá là ok đúng không? Mặc dù thua nhưng mà không sao anh em, mình test cho anh em thôi. Một cái tính năng khá là hay. Như mình đã nói với anh em á, thì là sau cũng sẽ có slot 7, slot 8 thú á. Thì đây anh em ơi, slot thứ 7 nó đã ra mắt rồi. Nhưng nó cần điều kiện để kích hoạt. Đó là những cái vị thần thú của anh em á, ở trên trận từ bạch kim trở lên. Tổng lại á, tổng số sao lại phải đạt 10 sao thì nó mới mở. Mình ấy còn mút chỉ luôn. Ok, để mình check cho anh em xem mấy ông top mà... Ôi trời ơi, 243 nữa. 243 xem nào. Xem đôn thú ấy lên chưa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa, vẫn 6 con à? Chưa mở. Mấy ông này hình như là chưa chưa chỗ đây. Bên tử kim này. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thấy nhanh không? 7 con. Tử kim bạch trạch cho trợ chiến này, à, cho ấy vào, cho vào ấy này, vào kế thừa này, hết chưa? 7 con, rất là phê nhỉ anh em không? Nhưng mà tính cái này thì thì nó cũng hướng đến đa phần là anh em edit mua nhiều thần thú, chứ còn nông dân ấy thì anh em cứ đồn nó lên trận chính thì trợ chiến cũng được. Thế nhưng mà trợ chiến thì nó không ra skin nha. Anh em muốn ra skin anh em phải cho vào kế thừa đó, thì sau thì ai cũng có thể chơi được thôi, tại vì cái event loạn thế thì anh em cũng có thể cày free được mà. Đây, tử kim tướng cốt truyện phệ linh quá phê luôn. Tử kim phệ linh này, tử kim âm dương này, tử kim mã văn lộc này,
Kinh khủng anh em ạ. Tử Nhưng kim phải mà lên công chúa anh em ạ. Đây là anh em cho liên kết với một con tướng tử kim nha anh em nha. Thì nó sẽ có tử kim cho anh em 5, 6, 7 kỹ năng. Nó có thêm một kỹ năng tử kim nữa. Khá là kinh khủng anh em ạ. Kỹ năng tử kim của nó phê là tài phái luôn. À, đầu trận thì hồi 300 nộ này. À, các đồng minh sẽ vào trạng thái tàng hình 1 giây khi bắt đầu trò chơi này. À, giảm 30% sát thương chí mạng của tất cả kẻ thù này, có nghĩa là nó đánh mình á, nếu mà bị sát thương bạo kích ấy thì mình sẽ được nhận giảm thiểu đi 30%. Rồi thì giảm 20% tỷ lệ chí mạng của kẻ thù này. Rồi thì tất cả kẻ thù sẽ phải chịu thêm 20% sát thương này từ mọi nguồn sát thương của đồng minh. Đó, kinh khủng chưa? Kỹ năng tử kim của nó quá phê luôn. Liên kết với tử kim ấy thì sẽ có được kỹ năng tử kim. Đó. Nói chung là bên này thì nó đi trước một chút cho nên là anh em xem tham khảo đi nha. Sơ sơ một chút như vậy. Mình cũng review cho anh em một chút để anh em nắm được. Cũng như là anh em định hình cái lối chơi về sau này. Tất nhiên là cũng chỉ tầm độ 70 đến 80% thôi chứ không hẳn là 100% giống nhau đâu anh em nha. Cho nên là anh em xem tham khảo thôi. Chứ cũng không thể nào quy chụp nó phải hoàn toàn giống nhau được. Nó giống nhau là tầm 80 đến 90% là ok rồi anh em ạ. Và bây giờ thì mình cũng xin phép dừng clip đây anh em ơi. Anh em đi qua mà cảm thấy ok, cảm thấy thú vị thì anh em cho mình xin một like, một lượt đăng ký ủng hộ mình anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào anh em và hẹn anh em ở những clip tiếp theo anh em ơi. Bye bye anh em.